Thanh Xuân của đài truyền hình SBTN Texas xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, Thanh Xuân đang có mặt tại chùa Đạo Quang, thành phố Garland, Texas. Thì nhắc đến ngôi chùa Đạo Quang, trong những người trong giới Phật tử thì ai cũng sẽ biết ngôi chùa Đạo Quang là một ngôi chùa rất là lớn ở trong thành phố Garland, Texas của mình. Và ngôi chùa này được xây dựng bởi thầy Tịnh Đức. Và thưa quý vị, năm 1997, khi mà nơi đây chỉ là một cái mảnh đất hoang không có gì, thì thầy là người đầu tiên đã đến đây mua mảnh đất này 10 mẫu. Xung quanh có vườn, có rừng núi, có những cái tiểu cảnh, có hướng đông, hướng tây, đều có những cảnh rất là đẹp. Và sau đó thì một thời gian dài, chúng ta sẽ có được thêm 5 mẫu nữa. Đó là bây giờ, hiện tại bây giờ thì chùa Đạo Quang đã bề thế trên một mẫu đất, đó là 15 mẫu thưa quý vị. Hàng năm nơi đây Phật tử không kể Nam Tông, Bắc Tông đã về đây tề tựu đông đủ để mà gieo những cái thiện pháp, thiện lành. Thì chúng ta sẽ nhớ đến ân sư, cái người đã sáng lập ra cái ngôi chùa Đạo Quang này. Cho đến ngày hôm nay thì thầy đã ra đi, thưa quý vị, thầy đã ra đi đã gần được một năm rồi, nhưng mà hình ảnh của thầy mỗi một tấc đất, mỗi một ngọn cỏ, mỗi một cành hoa, mỗi một con đường nơi đây đều in dấu ấn của ân sư mình. Và hôm nay là cái ngày rất là trọng đại, bởi vì chùa Đạo Quang sẽ làm một cái buổi lễ long trọng, đó là lễ động thổ xây bảo tháp cho ân sư Thích Tịnh Đức. Thank you.
Ra đời của tăng đoàn Y Vàng, dòng Y Vàng trôi chảy theo thời gian để giáo lý Phật Đà tỏa rộng trong không gian. Vì thời tiết mưa dầm trong mùa hè, Đức Phật cho phép tăng đoàn Y Vàng an cư 3 tháng tránh mưa. Sau đó, Ngài thấy chư tăng có nhu cầu thay Y Vàng mới, thế là lễ Kathina ra đời. Nghĩa đen của Kathina là sự bền vững, nhưng Y Kathina là cúng dường sự bền vững cho chư tăng. Chư tăng bền vững thì Phật pháp mới vững bền. Thank you.
Thưa quý khán giả, đoàn Lân vừa mới bắt đầu khởi hành. Chúng ta bắt đầu sẽ đi 3 vòng chánh điện, vừa đi vừa tụng kinh. Thưa quý vị, Katina là lễ dân y. Dân y thì không có một cái pháp bố thí nào mà hơn cái bố thí dân y, cho nên là ngày lễ dân y là ngày lễ rất là quan trọng. Và như mọi năm thì chúng ta sẽ diễu hành 3 vòng, vòng quanh chánh điện của chùa Đạo Quang, vừa đi rất trang nghiêm, vừa đội y, vừa đọc những bài kinh. Y vàng dòng dõi Thích Ca, y vàng dòng nối Phật Đà. Katina, thưa quý vị, vàng như lá mùa thu, mừng chư tăng thành tựu. Đó là những cái lời để diễn tả một cái mùa an cư kiết hạ, khi mà các sư đã hoàn thành cái mùa an cư kiết hạ của mình rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ dâng lên các sư, các tăng ni, các thầy những cái y áo Katina cao quý hơn các pháp bố thí nào.
lại Phật từ bi quảng đại, vì chúng sanh muôn loại đảo điên, luân hồi khổ não triền miên, tìm phương cứu chữa não phiền tử sanh. Kính lại Tăng, người thừa trí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, vô minh khỏi phải lo âu, rọi đèn cứu khổ dẫn đầu chúng sanh. Cà sa oai đức chi bằng, sắc vàng thanh tịnh của hàng sa môn, noi gương từ phụ Thế Tôn, hoằng khai giáo pháp 84,000. Ngày nay đệ tử các hàng, cà sa đại lễ nghiêm trang cử hành, dân y với tấm lòng thành, ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu. Chư tăng hoan hỷ lãnh thâu, căn lành tác tạo để hầu mai sau, nguyện mau dứt khỏi trần lao, tu hành tu tấn liễu cao đạo màu. Nguyện cho Phật pháp bền lâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thịnh hành. Cầu cho tất cả chúng sanh hồi đầu hướng tiện tâm thành quy y, quyết tâm tẩy sạch trần si, tham lam dứt bỏ từ bi thực hành, noi gương đức Phật trọn lành, nhất tâm tu niệm nguyện thành đạo minh, phát tâm tiếp độ quần sanh, thoát vòng khổ não vô minh luân hồi. Đại lễ dân y cà sa cà thi na, đệ tử thành tâm dân y cà sa này lên chi tôn đức tăng già. Chúng con nguyện hồi hướng phước báo dân y này đến thân bằng quý thuộc, nội ngoại hai bên đã quá vãng được siêu sanh lạc cảnh, cha mẹ thân bằng quý thuộc còn hiện tiền được tăng long phước họ. Chúng con nguyện phước báo dân y cà thi na hôm nay là duyên lành tăng trưởng hạt giống bồ đề ngộ cho đệ tử trong ngày vị lai. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, thoát ly luân hồi khổ, đạo Phật được viên thành. Và chư tôn đức tăng ni chùa Đà Quang, tôi xin gửi lời chào mừng thân thương và ưu ái nhất đến các Phật tử hiện diện ngày hôm nay. Kính thưa Hòa thượng Phó Tăng Thống, kính thưa sư chủ trì, chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử, hôm nay là ngày chủ nhật 23 tháng 10 năm 2022 dương lịch, tức là ngày 28 tháng 9 năm nhân dân Phật lịch 2566. Chùa Đạo Quang, trung tâm Phật giáo Thiền Học Hải Ngoại,
xin được hân hạnh cung kính quý chư hòa thượng, chư đại đức, chư tăng ni từ các nơi về đây để cùng cử hành đại lễ dân y Kachina Văn Nhân Dân. Thank you.
ta từ nguyên thủy cũng đã biết rằng